Vừa qua, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết đang điều tra xác minh vụ học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng, thiếu nợ gần 600 triệu đồng, bị nhóm lạ mặt đến đe dọa đòi nợ. Theo điều tra, ngày 21 tháng 6, bà L, trú tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, nộp đơn trình báo lên Công an. Theo bà, ngày 14 tháng 6, con trai mình là N, 16 tuổi, đã bị ông Lồ dụ dỗ chơi đá gà qua mạng với hình thức thế mạng tại chỗ. Em N chơi được vài giờ thì thua 520 triệu đồng. Chiều cùng ngày, ông Lồ đe dọa ép N phải trả tiền nợ. Lo lắng, N nhân lúc không có ai ở nhà, liền phá két lấy tiền, vàng tổng cộng 350 triệu đồng, rồi quay lại tụ điểm đưa cho ông Lồ, rồi xin khất 170 triệu đồng còn lại. Mong kiếm thêm tiền trả nợ, N đi qua khu vực ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tiếp tục chơi đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng và thua thêm 50 triệu đồng. Đến khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 6, có 4 thanh niên lạ mặt đi trong mô tô hiệu Innova, 7 chỗ, biển kiểm soát 62A-14293, tìm đến tận nhà bà L. Một người tự xưng là Nam, ngủ ngã ba tua một thuộc ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, yêu cầu gia đình N trả nợ cho con. Khi nghe bà L trình bày hoàn cảnh khó khăn, nhóm này đe dọa, không trả nợ là con bà xem như hết đường đi học. Cũng theo bà L, những ngày sau đó vì quá hoảng sợ, N đã bỏ trốn khỏi nhà. Đồng thời, gia đình nhận được cuộc gọi điện thoại của cô giáo chủ nhiệm báo tin N đã nghỉ học 4 ngày.